Đấu La Đại Lục phần 2 tập 351, Vương Đông Nhi, Quang Minh Lữ Thần Điệp phần 4, Tuyệt Thế Đường Môn. Liễu Lăng thật sự là đáng kiên định gia nhập đường môn của chúng ta, xem như là đã là có an bài cuộc sống khá tốt cho nàng. Thế là hắn lại là đem quá trình biết, gặp, giúp đỡ Nana kể đơn giản một lần. Nghe xong Phương Đông cũng là mặt mày nhăn nhó. Thì ra cái tin tức mà Thánh Linh Giáo mà ngươi truyền về kia là từ chỗ của nàng mà ra. Hai năm nay ta cũng là tham gia vào lần hành động của giám sát đoàn, nhưng mà một chút tin tức với bọn Thánh Linh Giáo kia cũng là không thu thập được. Bọn họ ẩn lấp quá là tốt. Và lại, nếu bọn họ cũng có hành động ác độc, chúng ta cũng là khó truy ra dấu vết. Vũ Hào gật đầu rồi nói, nếu là hồ ly, ắt sẽ là lộ đuổi cáo. Nói tiếp tình hình của đường môn đi. Vương Đông nói, sau khi thành lập, đại sư huynh triệu tập chúng ta nghị sự, mọi người đều là nhất trí. Muốn đường môn đích phát triển, đầu tiên là phải làm kinh tế. Không có kinh tế thì tông môn gì cũng là quật không nổi, chứ là đừng nói là tới khởi. Huống chi là chúng ta vừa mới thành lập, hạ tầng còn rất là mỏng. Kinh tế dĩ nhiên là sẽ bắt đầu bằng chế tạo hồn đạo khí. Nhưng bản vẽ mà người mang về cho đại sư huynh, đại sư huynh liên hệ và hợp tác với hai vị viện trưởng hệ hồn đạo đã là chế tạo ra nhiều thứ. Thành phẩm làm ra cũng là được đánh giá khá là cao, nhất là món xà cắt thần nỏ pháo. Hiện tại đường môn chúng ta đã là nhận được nhóm đơn đặt hàng đầu tiên, chính là học viện của chúng ta chế tạo 40 món xà cắt thần nỏ pháo bố trí trong thành của sử lai khắc. Vũ Hạo lúc này liền nói, xà cắt thần nỏ pháo vốn là có nguyên lý từ xà cắt thần nỏ của đường môn, chỉ là dung nhập thêm một vài lý luận hồn đạo khí và là gắn vào hạch tâm pháp trận. Ưu điểm là uy lực lớn, dễ là thao tác, bộ bao phủ công kích rộng, nhưng mà nhược điểm cũng là rõ ràng. Chi phí chế tạo đạn pháo quá là cao, để đảm bảo ngay cả người bình thường cũng là có thể sử dụng. Đạn pháo đây là phải dùng định trang đạo pháo, lại lấy loại cao bạo đạn tốt nhất, chi phí cũng là không nhỏ chút nào. Vương Đông ngạo nghễ nói, chuyện này ngươi lo làm gì? Thứ nhất là học viện của chúng ta không phải là kẻ phát động chiến tranh, cũng không tham gia chiến tranh. Thứ hai thì tiềm lực của học viện Sử Lên Các có đến vạn năm, dù là không giống như là đế quốc, cũng là phú hào của một phương. Số tiền đó không phải là vấn đề quá lớn, nhưng bản vẽ người chuyển về quá là quý giá. Đại sư huynh mới là tách ra nhiều phần cho nhiều người chế tạo, sau đó đưa linh kiện về đường môn mới là tiến hành lắp ráp, rất là cẩn thận nha. Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, đại sư huynh tâm tư kín kẽ, vương đường môn có hắn lãnh đạo nhất định là sẽ phát triển ra không ngừng. Vương Đông thản nhiên một tiếng rồi nói, chỉ có điều đại sư huynh lại là không hề vui vẻ chút nào. Từ khi tiểu nhã lão sư biến mất, nụ cười quán cũng là mất theo, hắn cũng là gầy đi nhiều, mới là 20 tuổi mà nhìn như là lão già 40 mấy vậy. Vũ Hạo lúc này trầm tình suy liệm rồi nói, việc này quả thật là vấn đề lớn. Tiểu nhã lão sư mất tích lâu như vậy, thế nhưng một tin tức cũng là không có, là nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không chắc chắn sẽ là đến tìm chúng ta. Vương Đông lúc này sắc mặt hơi đổi rồi nói, cặp đại sư huynh người đừng có mà nhắc tới, có lần tam sư huynh đề cập muốn cho đại sư huynh cười một chút, bảo là hay là đi tìm một cô gái khác. Đại sư huynh tính tình ôn hòa mà lúc đó cũng là suýt trợ mặt với tam sư huynh, người cũng là liền nhớ hai người là huynh đệ tốt nhất đó. Phú Hào thở dài sẽ nói, đợi ta trở về chúng ta cùng nhau giúp đại sư huynh tìm đi xem, tuy là hy vọng mong manh nhưng mà tận tâm chắc chắn sẽ là được. Tiểu nhã lão sư, người giúp cô là ở nơi nào, người nhất định là phải còn sống, bằng công đại sư huynh. Hai tên không gặp nhau đã là 2 năm, nói chuyện khá là nhiều thứ. Từ đường môn đến học viện Sử Lên Các, rồi từ học viện Sử Lên Các lại đã đến tù luyện. Bất chỉ bất giác, bên ngoài sắc trời cũng là đã tối sầm. Cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên, mới phá vỡ buổi nói chuyện của Vũ Hạo và Vương Đông, chính là Hòa Thái Đầu và Phạm Vũ. Hiện tại đang là kỳ nghỉ, hơn nữa là 2 năm nay, nhóm trao đổi sinh của học viện Sử Lên Các ngày thường cũng là không làm ra có chuyện gì ồn ào. Học viện Nhật Nguyệt cũng là không tiến hành giám sát cất cao bọn họ. Đêm đó, cả 4 người đều là rời khỏi học viện, tìm nhà hàng đẹp đẹp đi ăn tối. Phú Hào cũng là nhân dịp đó xin phép Phạm Vũ đi du lịch cùng với Vương Đông một thời gian. Vốn hắn nghĩ Phạm Vũ sẽ là không dễ dàng đáp ứng, hoặc là cũng là giới hạn thời gian ra ngoài. Lại không ngờ Phạm Vũ gật đầu cái sụp, bảo hắn là không cần vội vàng trở về. Dù sao kế hoạch trao đổi sinh cũng là sắp kết thúc, sau khi sẽ khai giảng 3 tháng thì là trở về xử lý khác. Nhưng mà nhất định vẫn là phải trở về, phải làm thủ tục chính quy đường hoàng chấm dứt kỳ trao đổi học tập này. Thực tế thì Phạm Vũ rất là lo lắng cho Vũ Hạo. Lão sư khác thì là thông thường do đệ tử lừa biếng mà lo lắng, còn lão thì là ngược lại, đệ tử của lão lại là quá sức cố gắng. Nói không ngoa, từ khi vào học viện Nhật Nguyệt đến nay, chỉ riêng những bản vẽ chuyển về sửa lại khác quá lửa là của Vũ Hạo, nhiều đến hơn là 1.000 trang. Có thể nói, hầu như là các món hồn đạo khí gì mọi người nhìn thấy,
Phú Hạo cũng là đều đã là từng phục chế vẽ lại một lần. Tuy là trong đó khẳng định là không phải là cao giai hồn đạo ký của Học viện Nhật Nguyệt, nhưng mà công hiến của Phú Hạo cũng là đủ để cho để hệ hồn đạo của Học viện sửa lên khắc, tiết kiệm hơn 100 năm nghiên cứu. Huyền Lão một lần hồi âm đã nói cho Phú Hạo chân chính đã là trở thành anh hùng của sửa lên khắc, công hiến cho Học viện không ai bằng. Lão thậm chí là còn đưa ra đề nghị ở hội nghị Hải Thần Các cấp cho Phú Hạo một vị trí nho nhỏ trong đó. Tuy còn chưa trở về, nhưng Phú Hạo đã là chính thức là thành viên của Hải Thần Các. So sánh địa vị trong học viện, vốn đã là ngang bằng với phó viện trưởng hệ hồn đạo Phạm Vũ, thậm chí là danh vọng chỉ là có hơn chứ là không kém. Thân là một hồn đạo sư cấp 8, Phạm Vũ dĩ nhiên là hiểu rõ bản vẽ hạch tâm pháp trận này và cấu trúc hồn đạo khí khó khăn ra sao. Phú Hạo có võ hồn linh mẫu thuộc tính tinh thần, ưu thế không nhỏ, mỗi ngày đều là tiến hành vẽ vào buổi tối, ban ngày lại là còn nghiên cứu chế tạo ra hồn đạo khí. Có thể nói một ngày 12 canh giờ, hắn chỉ là có 2-3 canh giờ nghỉ ngơi, nhưng mà hầu hết đều là trải qua trong trạng thái minh tưởng. 2 năm qua, có thể thấy hồn lực của Vũ Hạo tăng trưởng chậm chạp, nhưng mà Phạm Vũ đã làm quen thuộc, hắn lại là có thể cảnh giác được rõ ràng. Vũ Hạo đã làm biến hóa, thoát thai hoàn cốt hoàn toàn là so với 2 năm trước. Nhưng lý luận hồn đạo ký đôi khi là hắn có thể nói ra ngay cả Phạm Vũ nghe cũng là mờ mịt. Theo lời Hiên Thử Vân, lấy hồn lực quán cũng là đủ, thì bây giờ đã là một vị hồn đạo sư cấp 7 rồi. Minh Đức Đường, đường chủ Kính Hồng Trần, lấy là biết rõ được lần này cho được học tập là chính lão lệnh dẫn sói vào nhà. Hơn nữa con sói này lại chính là một đầu lang vương, không biết là trong lòng cảm thấy thế nào. Cũng do vậy, khi mà Vũ Hạo muốn đi cùng với Vương Đông, Phạm Vũ hoàn toàn là không hề so sự mà đáp ứng. Lão cũng hy vọng Vũ Hạo cũng là cùng với Vương Đông đi ra ngoài có thể thả lỏng tâm tình một chút. Từ năm 11 tuổi vào học viện sửa lên khắc, đến nay chỉ là mới 17 tuổi, mới chỉ có 65. Nhưng mà Vũ Hạo cũng là học tập nghiên cứu phải nói là hoàn toàn vượt xa những người bình thường, làm việc hơn 20 năm. Hắn không chỉ là thiên tài, mà còn là một đệ tử vô cùng là kiên trì và cần cù. Cơm tối vui vẻ thoải mái, bốn người cùng nhau rời khỏi nhà hàng, trời đã tối mịt. Vương Đông, ngươi ở lại chỗ nào? Phạm Vũ nói. Vương Đông lúc này lắc đầu rồi nói, chưa có. Sau khi vào thành sửa lại khác, đầu tiên là chạy đến ngay học viện Nhật Nguyệt. Phạm Vũ nhíu mày rồi nói, đã chơi thế này, có mà tìm khách sạn để ở, e là học viện Nhật Nguyệt cũng là không cho người vào đâu. Hoa Thế Đồng cười hề hề rồi nói, lão sư, chuyện này ngài chớ lo, có tiểu sư đệ ở đây, bảo vệ anh có tài thánh mới là phát hiện ra, chắc chắn thừa sức cho Vương Đông qua đêm trong đó được. Phạm Vũ sửng sốt, lão chủ yếu là cũng chỉ nghiên cứu hồn đạo khí, thành ra cũng là chỉ biết một chút tài nghệ của Vũ Hạo về phương diện hồn đạo khí. Phú Hạo cũng là cười, liếc nhìn Vương Đông. Hồn ký mô phỏng của ta tiến bộ như là thần nha. Lão sư, ngài xem. Vừa nói không ai thấy Phú Hạo giải phóng ra võ hồn, mà không khí bên cạnh làm vặn vẹo một chút. Vương Đông liền là nhẹ nhàng biến mất không thấy đâu nữa. Phạm Vũ chấn động rồi nói, đây là hồn ký mô phỏng của người, làm thế nào lại là khiến cho hắn biến mất được? Phú Hạo cười rồi nói, cũng là không phải là biến mất, mà là khiến cho hắn mô phỏng hình dáng của ta. Thực ra đơn giản là thông qua tinh thần lực điều chỉnh tiêu cực của mắt, khiến cho người khác tạm thời là không nhìn thấy hắn thôi. Nhưng mà không thể vượt qua phạm vi nhất định, hơn nữa là không thể bị chạm vào, nếu không sẽ là bị phát hiện ngay. Phạm Vũ nói, quả thật là thần kỳ, còn hơn là ẩn thân thuật. Phú Hạo lúc này liền nói, ẩn thân thần có thể nói là không thể hơn được, bởi vì là còn hơi thở. Nếu gặp cường giả chỉ là riêng cảm giác đó là có thể nhận biết sự tồn tại của Vương Đông. Có điều thì bất quá gặt mấy tên thủ vệ thì là nhiều thế này là đủ rồi. Quả nhiên thì bốn người công khai đi vào cổng chính của Học viện Nhật Nguyệt. Vương Đông căn bản là không bị phát giác. Trở lại ký túc xá, Vũ Hạo cũng là mới thu lại hồn kỹ. Đóng cửa phòng lái, vẻ mặt của Vũ Hạo hưng phấn chưa lui. Có thể nói là hôm nay là ngày vui nhất 2 năm qua của hắn. Ngày thường đều là cắm đầu say mê nghiên cứu chế tạo ra hồn đạo khí đến ngủ người. Vương Đông, ngươi ngủ ở đây khiến chúng ta nhớ lại ngày xưa sảng khoái ở ký túc xá của sự lãnh khắc của chúng ta. Vương Đông quay đầu lại nhìn hắn, lúc này bên ngoài sắc trời đã là hoàn toàn tối đen. Trong phòng cũng chỉ là có một cái đèn trên tường mà thôi, khiến cho ánh sáng cũng là trở lên mờ mờ, bốn mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao Vương Đông lại là có vẻ trốn tránh. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ đi, nhà của ta không có gần đâu. Vũ Hạo gật đầu rồi nói, ngươi đi đánh răng trước đi, tối hôm nay phải là để người chịu khó ngủ chung với ta thật rồi. Vương Đông hằn giọng rồi nói, nghĩ có chuyện tốt thế á, ai ngủ chung với người, ra sàn mà ngủ, ta ngủ trên giường, có biết đạo đãi khách không hả? Vũ Hạo lúc này cười cười rồi nói, được rồi, lúc trước lúc ta đi, cứ biết là ai hụt thút thít khóc như mưa, tối đó là còn cùng ta ngủ trên một cái giường, sao 2 năm qua đi cũng quên rồi à?
Vương Đông mặt đỏ lên rồi nói, người nói bậy, ai khóc như mưa, qua kia đi, ta ngủ một mình, lớn hết rồi, hai người đàn ông ngủ chung một giường ra cái gì nữa. Hắn lính quính đi vào phòng vệ sinh tắm sửa. Vua Hào lắc đầu lẩm bẩm, cái tên này bệnh sạch sẽ sẽ là càng ngày càng nghiêm trọng thôi. Có điều thì hôm nay Vương Đông đến thăm hắn, khiến cho hắn thực sự là vô cùng vui vẻ. Bất kể là Vương Đông có yêu cầu cái gì, hắn đều là nhất định là nhân nhượng, chăn đệm cũng là không thiếu. Hắn lấy xa đệm ngủ ngoài trời, trải ra dưới sàn, sửa sang một chút, tay thay tấm trải, áo gối, làm cho mọi thứ trở lên khoan khoái thoải mái. Vương Đông tắm rửa thời gian cũng là không ngắn, hắn một đường tới đây, phong trần mệt mỏi. Hơn nữa thì Vua Hạo cũng là biết rằng hắn có bệnh ửa sạch sẽ, cũng là không gấp, thẳng cẳng nằm lên trên chăn đệm và vừa trái, chỉ khi mà nằm xuống đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngủ chi cho phí, lâu lắm là mới ở cùng, tối nay cùng nhau tu luyện hạo động lực không phải là tốt hơn sao? Đúng vào lúc này, Vương Đông tắm rửa xong xuôi, bước ra đang cầm khăn lau mái tóc xài màu lam xinh đẹp. Ý, chuẩn bị cũng nhanh quá ta, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Cơ thể của Vương Đông tỏa ra một mùi hương mát mẻ, chậm rãi đến giường ngồi xuống, áo ngủ rộng thùng thình, cảm giác rất là thoải mái. Vũ Hạo nằm lên trên sàn rồi nói, ta trải giường cho ngươi xong lại thấy không lên, chúng ta ngủ làm chi, không bằng tu luyện. Luyện hạo động lực tốt hơn, hồ lưng của ngươi đã là đến cấp 60, cao hơn ta nhiều, giúp ta tu luyện có lẽ sẽ là giúp ta tăng rất là nhiều đó. Vương Đông từ trên giường tụt xuống, ngồi xổm bên cạnh Vũ Hạo, hắn bất giác quay đầu lại nhìn Vương Đông. Ngươi ngồi ở bên ngoài biên thôi, cái đệm này khi mà ta đi ra ngoài vẫn là hài súng, không có sạch lắm đâu, trên giường ta mới là thay tấm trải đó, mấy ngày trước còn mới là đem phơi nắng. Hắn vừa mới dứt lời, lại phát hiện ra ánh mắt của Vương Đông nhìn mình có vẻ rất là lạ, chợt hỏi, làm sao vậy Vương Đông? Vương Đông giơ tay đột nhiên vò đầu hắn rồi nói, đồng ý với ta, đêm nay không cần phải tu luyện, ngủ một giấc thật là ngon. Ta đến đây không phải là người vui thích lắm hay sao, hy vọng ngươi sẽ là đem cái vui vẻ này vào giấc mơ. Ngươi quá là mệt mỏi rồi, trong những người mà ta biết, có hai người rõ ràng là già trước tuổi rất nhiều. Một là người luôn luôn mong chờ tiểu nhã lão sư bị mất tích, chính là đại sư huynh Bối Bối. Người thứ hai chính là người vắt kiệt sức của mình quả nhiên là lợi hại, không có thời gian thư giãn chút nào là không được. Bất cả là tu luyện hồn lực hay là nghiên cứu hồn não khí, đều không có điểm dừng. Nếu ngươi không biết thả lỏng bản thân, sớm một gì cũng là tiêu chỗ coi. Cũng vì vậy mà là hôm nay ta tới thăm ngươi, lại muốn dẫn ngươi về nhà ta một chuyến, hy vọng ngươi có thể bình tĩnh lại, có lẽ như vậy sẽ là có ích cho việc tu luyện của ngươi hơn. Tay của Vương Đông rất là ấm áp, đặt lên trên đầu của Vua Hạo khiến cho hắn rất là thoải mái. Hắn có thể là cảm nhận được sự quan tâm thân thiết mà Vương Đông dành cho trong lời nói sâu sắc kia. Được rồi, nghe lời của ngươi, hôm nay chúng ta cùng tu luyện, ngủ một giấc thật là ngon, ta cũng đi tắm đây. Nói xong thì Vũ Hạo từ trong chăn đệm nhảy sụng lên, nhảy vào phòng vệ sinh. Đóng cửa, Vũ Hạo cũng là dựa vào tường, nước mắt bất giác không thể nào khống chế trào ra. Hắn mạnh mẽ khống chế không cho bản thân phát ra tiếng nấc.